trong lòng. Con đường mai sau không chung lối về, mặc tình anh sao còn say mê. Mong như là giấc mơ, ta sẽ quên nhanh không ngờ. Nhưng trong lòng ta có đâu vô tình, con tim có đâu vô tình. Anh ơi anh biết không ngày mang đến nụ cười với em ngày vui. Anh ơi thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng lòng con ngóng trông. Trên cao nghe gió rì rào hát ru tình mình giữa đời mong manh. Cho em giây phút em đêm với em kỷ niệm sẽ không thể quên. Xa nhau anh biết không người, mắt cay giọt buồn phố vui cùng ai. Xa nhau sau những đêm dài dấu yêu gọn hàng tìm đâu sớm mai. Mai sau trên những lối về nghe khúc tình ca nhớ hương tình xưa. Mai sau trên những lối về có em đứng chờ ngẩn ngơ chiều. Giới thiệu các bác cặp loa Dixon 662, cặp này rất là hiếm các bác nhé, hiếm cực kỳ luôn, về thị trường Việt Nam thì càng hiếm. Đây là cặp Dixon 662, đàn anh của Dixon 66. Dixon 66 thì về Việt Nam nhiều hơn, còn 662 thì rất là ít. Và bản thân cái dòng 662 này thì ở thị trường châu Âu người ta vẫn còn rất là ưa chuộng, kiểu dáng đẹp và chất tiếng hay. Đó. Cặp này của em màu vân gỗ còn cực kỳ đẹp. Đó. Cấu hình to cao bệ vệ và một cặp loa anh xịn, tầm tiền ngoài 40 triệu, rất là đáng để sở hữu. Nếu mà ở thị trường Việt Nam, khi mà nhắc đến dòng nhạc vàng, loa Nhật,
thì từ trước đến giờ anh em hay nhắc đến dòng 99A. Còn loa Anh thì anh em hay nhắc đến dòng Ditton 66. Đó. Và bây giờ Ditton 66 và dòng 99A thì nó cũng tiệm cận với cái giá là ngoài 40 triệu rồi. Tùy độ đẹp xấu. Trong khi em đưa cặp Ditton 662 này về thì bán với giá cũng rơi vào khoảng tầm độ 48 triệu rưỡi. Cũng rất là hợp lý, chỉ tầm tiền ngang một cặp 99A đẹp xuất sắc bây giờ. 99A FB đẹp xuất sắc bây giờ. Đấy, cấu hình loa châu Âu, chiều cao khoảng gần 1m2, bề ngang của em nó thì khoảng tầm 40. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhé. Cặp loa Anh xịn, các bác nhìn chất gân của em này còn rất là đẹp, gân cao su cực đẹp luôn. Vành loa màu ghi này. Cặp loa này ngoài cái yếu tố về chất âm hay thì đây là một cặp loa các bác có thể bày rất là đẹp. Đây, rất là đẹp các bác nhé. Gần nhất rất là đẹp. Đó. Đây, gần này. Kể cả rốn nhất còn cực kỳ luật, cực kỳ đẹp. Đôi loa nguyên bản. Rất là đẹp. Tiếng hay. Anh em nghe nhạc vàng bolero hoặc những dòng acoustic. Tiếng cực kỳ tốt. Một cặp loa Anh chất âm như này thì rất là khó chọn. Được chất tiếng và được cấu hình như em này thì rất là khó. Đấy. 662 các bạn nhé. Đây phần hậu đây. À, 662 còn ít tiền hơn trên chục triệu một chút thì anh em có Tannoy 611. Đó, có rất là nhiều cái phương án. Dòng 662 này vừa rồi thì em test bằng chiếc âm đi săn xui 7.500. Đấy. Đây là dòng loa test. Loa chung đây. Chung âm em này cũng rất là hay. Bát thì đúng chất đi tơn, bát đánh cực kỳ mềm. Vừa lực vừa mềm nhé các bác nhé. Nếu anh em nào mà nghe hay nghe quen đi tơn 66 thì anh em sang 662 anh em sẽ rất là thích. Nhỉnh hơn một chút thôi nhưng mà tiếng thì sẽ nhỉnh hơn tương đối so với cái tầm tiền. Đấy. Anh em nào muốn sở hữu cặp loa 662 này thì nếu ở Hà Nội hoặc là các tỉnh lân cận các bác qua địa chỉ này. Đó, số điện thoại đây nhé. Đấy, các bác lưu vào để cần gì các bác tiện để các bác có thể trao đổi. Đấy, cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.